Rồi câu câu B, B phải chứng minh nè, chứng minh tứ giác, chứng minh tứ giác H N C H O D nội tiếp được chưa? Rồi các bạn nhìn vào nè, C đâu à? C H O D thì các bạn nhớ nhìn vào đây, các bạn nói lại trước đã. Đây. Đó. Thì các bạn nhìn vào cái tứ giác đây đi các bạn. Các bạn thấy được gì không ạ? À? Tứ giác đó thứ nhất các góc này nè, CH OD đúng không ạ? À? Các góc này đều là góc không phải là góc góc vuông, được chưa? Không phải là góc vuông thì các bạn nghĩ ngay góc chứng minh góc ngoài nè. Góc ngoài nè các bạn, góc ngoài nè, đánh số 1 nha các bạn. Bằng góc đối trong. Đó, chứng minh hai góc này bằng bằng nhau. Mà các bạn nghĩ ngay để chứng minh hai góc bằng nhau thì các bạn hãy làm cái gì ạ? À? Chứng minh hai tam giác động đồng dạng. Thì ở đây muốn chứng minh bài này các bạn nhớ lại cái câu A, đó là MA bình bằng MA bình nè bằng MH nhân MO bằng MH nhân MO. Và câu B đó là MA bình cũng bằng MC nhân MD, MC nhân MD. Được chưa ạ? À? Để chi ạ? À? Để hai thằng này bằng nhau, ta đã có cạnh tỷ lệ. Được chưa? À? Và góc này là góc góc chung. Bắt đầu các bạn xét nè. Các bạn ta có chứ đi ạ. À? Để làm cái điều này trước ta có nè, ta có cái điều này trước nha, ta có MA bình bằng MH nhân MO. Chứng minh ở câu câu A. Tiếp tục MA bình bằng MC nhân MD, chứng minh ở câu câu B. Từ hai điều này suy ra hai thằng này bằng nhau, suy ra MH nhân MO bằng MC nhân MD. Được chưa? Và các bạn chừa giúp lại một dòng chỗ này. Chừa giúp lại một dòng chỗ này. Rồi, tiếp tục các bạn xét hai cái tam giác nè. Xét hai tam giác nào chứa cái góc này và góc này, vậy là MCH. Xét tam giác MCH và tam giác MOD, tam giác MOD. Được chưa? Thì ta có góc gì chung à? Ta có góc nè. Các bạn thấy nhớ chưa ạ? MCH, MOD, góc M này là góc chung nè, ở góc M này là góc chung, vậy ta có CMH bằng OMMD góc chung. Tiếp tục ta phải có những cái cạnh tỷ lệ này và các bạn nhìn vào nè, MC, MH, CH thì các bạn phải giữ lại M, MH. Được chưa ạ? À, có MH nè. Tiếp tục ở bên đây cũng vậy, MO, MD, OD, vậy các bạn giữ lại thằng này là M, MD. Vậy chuyển thằng này qua và chuyển thằng này qua, vậy là MC phần M, MH, MH. Xin lỗi nha, mình phải để cho nó cái cạnh này là MC, cái MC này nằm ở chân đây nha các bạn, MC nằm chân đây. Đó, ở trên là một cái tam giác, ở dưới cũng là một một tam giác ngay, vậy là M, đây là MD nè, đây là M, MO. Nhớ ở trên là một tam giác nè, đúng không ạ? À? MHC, MHC nè, ở dưới là một tam giác nè, MD, cái là chữ D nha các bạn, MD, DO. Và các bạn viết cái tỷ số đó vào, MH trên MD bằng MC trên MO. Đây là chứng minh trên. Vậy suy ra hai tam giác MCH đồng dạng với tam giác MOD. Đây được gọi là góc cạnh tỷ lệ, hoặc có nhiều cô người ta ghi là cạnh góc cạnh quyền quyết định của cô mình nha các bạn. Từ đó mình suy ra cái góc nào bằng góc nào à? Góc MHC, MHC bằng MDO. Góc này là góc ngoài, góc này là góc trong nè. Vậy suy ra hai, suy ra tứ giác nó, suy ra tứ giác CHOD nội tiếp đường đường tròn. Lý do à, tứ tứ giác có góc ngoài bằng góc đối đối trong. Ok nghe các bạn, ok nghe các bạn.